Các bạn nhỏ thân mến, năm mới gõ cửa, 2022 hứa hẹn sẽ là một năm với vô vàn những điều tốt đẹp. 365 ngày tới, thời gian sẽ mang gì đến với chúng ta? Cùng học văn chị Hiên trả lời cho câu hỏi ấy với món quà vô cùng đáng yêu, là món quà tri ân để đáp lại những tình cảm chân quý của các bạn trong suốt thời gian vừa qua nhé. Món quà đó chính là cuốn lịch để bàn tiếng thơ bốn mùa. Trong cuốn lịch này là những hình ảnh vô cùng xinh xắn theo từng mùa, kèm theo đó là những vần thơ về bốn mùa trên khắp mọi miền đất nước. Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi, sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh. Trên con đường viền trắng mép đồi xanh, người các ấp tưng bừng ra chợ Tết. Cuốn lịch với size 12,5 x 20,5 cm, thoải mái cho các bạn đánh dấu hoặc dán giấy ghi chú. Đồng thời, lịch cũng có đế vô cùng cứng cáp, thích hợp để đặt ở góc bàn học. Đây chắc chắn sẽ là cuốn lịch may mắn dành cho các bạn nhỏ yêu văn đấy nhá. Đồng thời, thông qua món quà nhỏ này, học văn chị Hiên muốn gửi tới các bạn thông điệp: thời gian là tài sản to lớn nhất chúng mình đang có. Hãy trân trọng và sử dụng hiệu quả mỗi ngày để có thể đạt được những thành công. Và hãy trân trọng từng khoảnh khắc trôi qua, vì chúng ta chỉ có thể trải qua nó duy nhất một lần trong đời. Để nhận miễn phí món quà độc quyền này vô cùng đơn giản, các bạn chỉ cần đã từng sở hữu những ấn phẩm tại học văn chị Hiên, hoặc đã từng hoặc đang là học sinh các lớp của học văn chị Hiên. Đặc biệt, các bạn nhỏ có hóa đơn mua hàng trên 300.000 tính từ ngày 14 tháng 1 đều có thể sở hữu được cuốn lịch này đó nha. Đây là tất cả tình yêu của đội ngũ học văn chị Hiên dành cho các bạn. Hãy trân quý khoảnh khắc này khi các bạn đang xem video và đón nhận tình yêu thương từ học văn chị Hiên nhé.